quay full lại cái buổi này để cho mình up lên cho các bạn nha. Chị ơi, cho em xin cái phiếu tham gia riêng của anh Nguyễn Tùng, các anh chị để em bỏ vào tủ phiếu ạ. Xin hỏi ban tổ chức mình bắt đầu luôn chưa ạ? Rất là nôn nóng ạ. Rồi, mình bắt đầu luôn. Đến ngày hôm nay thì Tùng sẽ chia sẻ với các bạn như mình nói, mình sẽ nói một số cái kinh nghiệm để tiếp cận mà chúng ta đi chụp ảnh đường phố. Cái hôm nay thì tụi mình sẽ không có làm một cái con coi hay một cái file để chiếu để chia sẻ với mọi người đâu, nhưng cái mong muốn của ngày hôm nay là muốn được nghe tất cả các anh chị và các bạn ở đây hỏi rất là nhiều. Mình sẽ dùng cái ngày hôm nay là cái cách tương tác giữa các bạn và Tùng. Các bạn sẽ có thắc mắc những cái gì ngoài cái chủ đề mình nói, các bạn về những ảnh bất cứ lĩnh vực nào về chụp ảnh, Tùng có thể chia sẻ với các bạn, cái nào Tùng biết Tùng chia sẻ. Với cái kinh nghiệm mình có, các bạn đừng có ngại hỏi, các bạn hỏi càng nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều cái chia sẻ thú vị hơn. Với cái cách mà chụp ảnh đường phố như Tùng nói đó, thì Tùng sẽ nói tạm chia ra thành hai loại, hai phần. Phần thứ nhất là về thiết bị, phần thứ hai là về cách tương tác mà chúng ta nên thực hiện. Phần thứ ba là dùng cái ảnh mà chúng ta chụp như thế nào để cái ảnh đó chúng ta dùng được. Đối với Tùng thì các bạn nào chơi với Tùng nhiều hay quen biết Tùng thì các bạn sẽ biết rằng Tùng không có bao giờ chơi một cái ảnh nào xấu cả. Tất cả các ảnh các bạn chụp đối với Tùng đều đẹp hết. Dù một người chụp mấy chục năm hay các bạn mới vừa cầm máy chụp một cái ảnh đầu tiên của các bạn, đối với Tùng lúc đó cũng đẹp. Tại vì các bạn thấy đẹp các bạn mới chụp. Tất cả các bạn đều nó có cái thông điệp của nó có ngôn ngữ của nó và nó có cái tình cảm mà các bạn gửi gắm trong đó khi các bạn có máy. Cho nên các bạn cứ thoải mái mà các bạn đừng có ngại khi mà chúng ta chụp ảnh, các bạn cứ tự thoải mái những gì các bạn thích. Đối với Tùng là cái ảnh dùng được mới là cái ảnh quan trọng, chứ không phải là cái ảnh bạn đẹp là cái ảnh quan trọng. Thì cái ảnh đẹp đối với một người khác thì cái hưởng thụ cái cảm nhận cái hình đó có thể là đẹp hoặc là có thể là không đẹp, nhưng cái hình đó có thể chúng ta có thể dùng được mới là vấn đề, mới là quan trọng. Các bạn có thể dùng được cái này để có một cái sử dụng của tôi về sau, ai là người dùng cái hình đó, cái hình đó dùng như thế nào, dùng vào mục đích gì đó, thì cái đó là cái điều quan trọng đối với một người chụp ảnh. Các bạn nhớ điều đó. Tùng chụp ảnh thương mại, cho nên cái mục đích cuối cùng của cái hình của mình khi bóng máy là cái gì mình biết ngay lúc đầu. Các bạn cũng vậy, các bạn đi chụp ảnh đường phố cũng vậy, các bạn phải nhớ rằng cái mục đích cuối cùng của chúng ta đi chụp ảnh là gì, khi bóng máy cái hình đó để làm cái gì, đấy là cái đó là mục đích của Tùng. Tùng mỗi lần bóng máy thì Tùng hay nghĩ rằng ngoài cái chuyện cảm xúc, ngoài cái chuyện đam mê của mình thì mình phải biết rằng cái hình đó mình sẽ đi về đâu, cái hình đó sẽ bán cho ai, cái hình đó ai là người mua và người mua sẽ dùng như thế nào. Hôm nay thì Tùng sẽ đúc một cái hai cái phần về tranh thư pháp và vẽ về tranh thư pháp là làm cái tòa hang, đây là làm gốm. Tùng muốn chia sẻ các bạn rằng với những cái hình như thế này các bạn có thể chụp những cái hình cái dạng như thế này các bạn có thể dùng được. Tại sao Tùng chọn cái này? Vì nó sắp Tết rồi, tới cuối năm rồi, với những cái hình mang tính truyền thống, mang tính văn hóa thì rất có thể dùng rất là nhiều và nhiều vào cái mục đích khác nhau. Các bạn có thể dùng để thương mại cái hình đó cũng được, các bạn có thể dùng để báo chí cái hình đó cũng được. Tùng sẽ tí nữa khi mà thực hành Tùng sẽ nói tại sao cái hình này được dùng vào mục đích gì. Tiếp theo là cái phần thiết bị. Khi đối với Tùng thì cái thiết bị nó không quan trọng, các bạn có cái gì các bạn chụp cái đó. Thường các bạn trẻ mới vô thì các bạn hay bị ngứa một cái là hay là phải đòi hỏi, thấy cái bạn kia có một cái thiết bị này, thấy là anh kia có cái lens mới kia thì các bạn lao tâm đầu cứ suy nghĩ là mình phải có cái đó thì mới chụp được cái hình. Không phải, các bạn phải biết mình đã có cái thiết bị gì, các bạn đã phải hiểu cái máy của mình tốt hơn. Các bạn phải hiểu cái tiêu cự cái ống kính mình đang có, các bạn phải biết những cái gì mình đang có trong tay và mình phải khai thác hết những cái gì đó. Sau đây Tùng chia sẻ một cái kinh nghiệm mà Tùng đã từng trải qua cách đây khoảng hơn 20 năm, khi mà mình ngày đầu tiên Tùng lên Sài Gòn thì hoàn toàn không có máy ảnh. Tùng sống ở nghề ảnh khoảng hơn 30 năm, nhưng mà khi bước chân lên Sài Gòn làm nghề thì trong tay không có máy ảnh. Được một người chú cho mượn một cái máy ảnh Nikon ép cái đầu gù to cực phim dưới một cái lens 50, và mình biết rằng mình chỉ có bao nhiêu đó và mình khai thác hết những cái gì của mình cũng có. Và cũng từ cái máy đó, và mình vô lòng phóng viên ảnh, cũng từ cái máy đó bao nhiêu năm chỉ có một cái ống kính 50 và mình làm phóng viên ảnh khoảng 3 năm sau rồi mới có điều kiện để thay đổi máy và nâng cấp từ lên. Cho nên các bạn cứ yên tâm và các bạn phải làm tốt cái máy của mình đang có. Mình có một lens, mình khai thác hết một cái lens của mình có, tất cả các lens và cả ống kính và cái máy của bạn có thể chụp được những cái thể loại ảnh khác nhau, những cái điều kiện ánh sáng khác nhau, và mình biết rằng cái máy mình ưu điểm chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào cần khó khăn, khuyết điểm thì bạn né đi, và những chỗ nào ưu điểm của cái lens mình đã có, cái máy mình đã có thì mình khai thác tối đa cái việc đó. Ví dụ như cái máy các bạn đang có một cái máy mà cái độ phân giải nó thấp, cái sensor, cái dynamic range nó yếu, thì các bạn không nên khai thác vào những cái vùng ánh sáng tối, những cái vùng ánh sáng yếu. Các bạn phải tận dụng tối đa vào những cái vùng ánh sáng mạnh, những cái vùng ánh sáng mà nó đẹp, không ảnh hưởng đến sensor. Đó là một trong những cái cách mà mình khai thác. Ngày xưa cũng vậy, các bạn nên, nếu mà có một cái lens wide thì các bạn nên khai thác hết những cái gì cái lens wide. Nếu không wide thì các bạn không thể chụp chân dung đặc tả được, thì các bạn có thể chụp những cái cuộc sống đời thường, những cái gì đó mà tới rộng rộng hoặc đã một tấm. Đó là những cái mình đã được trải rồi chia sẻ với các bạn. Thiết bị thì hiện tại thì tụi đang dùng tất cả những cái máy ảnh hiện có của Sony, tại vì mình làm nghề cho nên là cái nào mỗi cái máy nó có một cái công dụng riêng của nó, và mình biết phải làm chụp tất cả các thể loại chứ phải riêng gì chụp ảnh đường phố. Chụp ảnh đường phố là một trong những cái mà mình thích thôi, còn mình chụp rất là nhiều thứ đó. Thì các bạn có thể chụp tất cả những cái gì các bạn đang có. Các bạn thấy cái ở nhà bạn hay là ở cái nơi bạn sống, thường các bạn mới đi chụp ảnh thì các bạn hay bị vướng một cái tình trạng là các bạn xem hình của người ta nhiều quá. Đặc biệt xem hình hiện giờ thì Facebook và YouTube hay rất nhiều cái trên mạng xã hội nó cho các bạn tràn ngập những hình ảnh đẹp. Đó là các bạn bị chót hợp và các bạn đang đi theo một cái người đó, và thấy anh đó chụp ảnh chỗ đó đẹp rồi bạn muốn đến cái chỗ đó chụp đẹp đó. Thì cách làm Tùng không có như vậy. Tùng muốn chia sẻ cho các bạn là mình đang chụp, mình đang ở Sài Gòn, mình đang ở Quận Lít, thì mình phải khai thác những cái gì mình đang có. Mình phải chụp tốt cái Quận Lít mình đang ở, chụp tốt cái Sài Gòn mình đang có. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ ở của mình là cái chỗ nơi mình gắn bó, nên mình có nhiều cái tình cảm của đó, mình có nhiều cái cảm xúc trong đó hơn là những cái nơi khác. Bạn cứ chạy đua theo những cái người mà chụp những ảnh phong cảnh hoành tráng gì đó, các bạn không biết là một cái ảnh đẹp hoành tráng để bỏ Facebook thì những cái ảnh đó không phải đi một lần, đi 10 lần, 20 lần, thậm chí cả 30 lần mới chụp được ảnh đó. Thì mình không thể nào mình là cái người chuyên nghiệp sống chuyên nhân với cái ảnh đó được, mình đi theo cái ảnh đó. Cho nên là Tùng cũng vậy, Tùng không bao giờ chạy đua theo những ảnh đẹp mà có trên Facebook. Các bạn thấy cái ảnh đẹp, mình biết rằng anh này rất là kỹ thuật để có cái ảnh này, thì mình cũng không thể nào mình chạy theo cái ảnh đó để cái ảnh đó. Mình sẽ tìm cái cách khác một chút là các bạn có thể chụp những cái hình ảnh mà nó gần gũi với các bạn hơn. Các bạn thấy buổi sáng nó về, buổi chiều và sáng nó khác, cái góc nhìn nó khác, ánh sáng nó khác, nó thay đổi thì sự cảm thụ của các bạn nó sẽ tốt hơn. Thì khi mà đi chụp ảnh đường phố, quay lại ảnh đường phố thì thường Tùng hay chọn một, nếu mà xác định đi chụp ảnh đường phố để thương mại thì Tùng hay chọn cái lens zoom là 24-70 hoặc là 24-5, nó tiện dụng. Mình zoom rất là có nhiều hình. Nhưng mà đối với nếu mà xác định là hôm nay là mình chỉ đi chụp chơi, chụp để dành xả stress, để thoải mái cái tinh thần, để mình có những cái khoảnh khắc, những cái hình mà cho của mình chứ không phải là cho khách hàng, thì mình sẽ chọn một cái cách khác. Mình sẽ chọn một cái lens fix 24 hay một cái lens 50 hay một cái lens 85 và một cái máy rất gọn gàng. các bạn có một thời gian các bạn thấy Tùng lúc nào cũng xài cái máy Eric 1 Eric 1 hay là Mark 2. Cái này làm chính tiền cái máy giống như một cái máy cầm bắp, gần như 2 năm trời nó xuyên suốt cái máy Tùng đó, và từ trực cảnh đường phố, từ phong cảnh và trực phơi biển tất cả mọi thứ, thậm chí cả đi du lịch nước ngoài, đi chụp ảnh nước ngoài cũng sử dụng cái máy đó. Thì các bạn thấy cái thiết bị đó nó đáp ứng cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu mình đang cần cái gì và mình khai thác cái thiết bị đó cho tốt. Và đi chụp ảnh đường phố thì mình hay chọn là cho mình như nói đó, mình chọn những cái lens fix như mình muốn. Nếu mình xác định là mình chụp thương mại thì mình sẽ chọn những cái nào nó tiện lợi hơn cho mình. Bây giờ đi chụp ảnh đường phố của nếu các bạn nào đã dùng máy Sony thì các bạn biết rằng đó, nó có một cái sự tiện lợi là chúng ta focus nó không giống như ngày xưa nữa, focus rất là chậm, bây giờ focus Sony rất là nhanh và nó có hai cái tính năng mà chúng ta nên khai thác rất là tốt. Đó là cái continue, lấy nét liên tục, và cái thứ hai nữa là lấy nét khuôn mặt, cái thứ ba nữa là lấy nét iFocus, lấy nét mắt chủ đề. Là các bạn set xong đó rồi các bạn không phải quan tâm cái chuyện lấy nét nữa, các bạn đi dơi máy lên và máy nó làm. Tùng hay nói với bạn trẻ là hiện cách đây 20 năm, 30 năm về trước, máy móc nó là một cái analog, nó còn rất là thô sơ, nó còn người chụp nó không có tiện nghi. Bây giờ thì cái người nhiếp ảnh gia phải khai thác rất là nhiều, phải làm việc rất là nhiều từ cái đầu sáng. Tôi nhớ là ngày xưa là chụp một cái phim menu Phật hóa phải chụp ra giữa, chụp cái ủy ban nhân dân thành phố, đứng giữa ủy ban rồi chụp cái chiếc máy lên, xong rồi để cái máy lên rồi chùm đầu lại cái mền đen lại, có vui lại đó, rồi phải canh nét từng chút xong rồi lấy cái to sáng đứng một vòng xong rồi mới chụp cái hình rất là lâu, cả tiếng đồng hồ mới chụp được cái hình. Nhưng bây giờ các bạn cứ việc mình nói không được 30 giây nữa các bạn chụp rất là nhiều hình, mà chơi máy lên máy làm hết đó. Hiện giờ thì theo mình thấy có rất là nhiều bạn hay vẫn còn chụp chế độ M đó, mình phải làm việc rất là nhiều. Mình khuyên các bạn là nên bỏ cái thói quen đó đi. Tôi không phải là nói các bạn là trình thấp hay gì đó, tôi không có chuyện đó. Mỗi cái cách người có một cái kiểu khác nhau, nhưng mà đến thời điểm này máy móc nó hỗ trợ ta rất là nhiều, hỗ trợ ta về độ sáng rất là tốt, hỗ trợ lấy nét rất là tốt, hỗ trợ và chụp rất là tốt, cho nên là chúng ta không phải lo những cái phần mà chúng ta phải làm nữa. Chúng ta chỉ lo cái việc chúng ta nhìn cái bối cảnh, nhìn cái không gian, nhìn cái chủ thể chúng ta và chúng ta bấm máy mà thôi, còn lại tất cả những thứ khác để máy nó lo. Cái đó là cái tiêu chí mà Tùng làm việc của Tùng. Tùng không xếp lúc ngay từ đầu cái máy, khi mà mua cái máy mới về mình cài đặt những cái công dụng mình hay dùng C1, C2, C3, C4 rồi M1, M2 tùy theo máy mình cài hết những cái mà mình cho là mình dùng để khi mình chụp là mình chỉ bấm vào một thôi, máy nó lo hết. Đó là một trong những cách mà Tùng hay làm. Xin lỗi các bạn tí. Đó là cái cách mà mình chọn máy móc để mình làm. Thì các bạn có thắc mắc vì khi mà chọn máy hay chọn thiết bị để đi ra ngoài chụp cả những shoot live, cả phong cảnh hay gì, các bạn có thắc mắc về thiết bị. Sau đó mình sẽ nói về những cái phần sau. Giờ đang nói về thiết bị trước, các bạn có thắc mắc cái hỏi và cứ hỏi, tại vì khi mà hỏi thì mình sẽ có nhiều cái ý để chia sẻ các bạn nhiều hơn. Hay là Tùng nói một mình thì các bạn một hồi nghe vài bên cũng sẽ buồn ngủ. Các bạn đã hỏi gì về thiết bị không? Cảm ơn bạn. Bạn tên gì? Cảm ơn bạn Dương. Bạn Dương hỏi bạn có một cái lens 55 mấy 18, hỏi cái chụp đường phố được không? Tùng nói rằng là cái lens đó chụp rất là tốt khi được chụp shoot live. Đối với mình tất cả các lens đều phải chụp đường phố được, không phải vì một cái lens nào. Một nhà sản xuất máy ảnh ra, một cái hãng máy ảnh sản xuất ra một cái máy và một cái lens, không chỉ cho một cái thể loại ảnh. Một cái máy, một cái lens, chúng ta có thể chụp tất cả các thể loại ảnh khác nhau. nhưng cái này 55 là một trong những cái lens rất là thích hợp đi chụp đường phố. Tùng hay chụp cái lens 24, 35, 55 hoặc là 50 hay là cái 85, là những cái lens đó là rất là phù hợp khi chụp đường phố. Các bạn là hỏi thêm ạ? Được, chào chị. Không, em kêu cho chị á. Hồi nãy Tùng có nói là đừng có dùng chế độ M. Thì chẳng hạn như bây giờ Liên đang dùng cái 24 240, từ 24 240, và nó đặc biệt là nó không có thích cái chỗ mà tối, nó chỉ khi nào mà đủ sáng nhiều thì nó mới xài được. Chắc là Tùng nhớ cái đó. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cái lens 24 150 thì đã xài mô đi gì? 24 240 cơ. 240. Thành ra nếu như xài mô đi gì? A7. Rồi. Thành ra nếu như trường hợp mà để nó tự lo đó, máy nó tự lo thì có nhiều lúc đó, nếu nó sẽ cho tốc độ chậm thì lúc đó máy mình nó sẽ bị chòe. Dạ rồi, em hiểu ý chị rồi. Cái lens 24 140 chụp với A7, các bạn chờ hai chị hay chụp quen với cái độ M thì nó khi mà chuyển qua auto thì nó có vấn đề là tốc độ nó hay bị già khi mà tốc độ nó chậm. Thật ra khi chị chụp M thì phải nâng tốc độ lên, đúng không? Để có được độ chính xác. Thì á, tại sao chị không chọn một cái độ A, chị chụp chị để cái khẩu độ cố định, tốc độ nó sẽ tự nhảy, và auto chị chọn chế độ auto ISO thì lúc đó nó sẽ tăng cái ISO lên. Chị chụp M thì chị phải tăng ISO lên, nếu chị chọn chụp tốc độ 125 thì chị phải tăng ISO lên nó mới đủ sáng, đúng không? Thì tại sao chị không chụp chế độ A, chị để auto ISO nó tự nhảy, chị không quan tâm cái gì đấy, lúc nào hình chị cũng đủ sáng mà tốc độ chị cố định 125 rồi 250 không bao giờ luôn. Phím tốc độ ở trong auto ISO nó có cho, Sony nó cho chọn chế độ là phím tốc độ. Tốc độ mặc định lúc nào minimum thấp nhất là do mình muốn 60, 30, 50, 125, 250 mình fix cái tốc độ đó. Mà nếu mình chọn chế độ A thì nó sẽ nhảy chứ, đúng không? Chị chọn chế độ A chị cố định cái khẩu độ, tốc độ nó cứ nhảy. ISO nó cứ nhảy, khống chế ISO. Ví dụ chị chọn khống chế ISO là từ 100 đến 6400. Cái khẩu tốc độ minimum lúc nào là cũng 125 thì lúc nào chị yên tâm là chị dơ máy thoải mái, không bao giờ bị rung. Và lúc mà chị dơ máy là chị việc được thôi, thì không quan tâm tới chuyện là phải chỉnh tăng cái khẩu độ, mở cái khẩu độ ra cho đủ sáng, tăng cái tốc độ lên cho nó đừng bị rung, tăng cái ISO lên cho nó đủ sáng. Chị không quan tâm chuyện đó, chị làm việc 3 bước, trong khi cái kia chị không, chỉ một bước, một dơ máy lên là chị bấm có hình đây. Cái đặc biệt của gần như 100% Tùng dùng là auto ISO, khống chế từ 100 đến 64. Mình biết rằng cái máy mình ISO 64 là thích hợp, mình chọn 64. Cái máy nào chất lượng thấp một tí thì chọn 3200, cứ thế. Và cái tốc độ lúc đầu chúng ta mặc định, ví dụ chị chụp 125, chị cảm thấy là 125 không quen, không bị rung thì chị fix cái 125. Nếu mà chị chụp 125 mà chị cảm thấy nó bị rung thì chị fix nó tốc độ tối thiểu lúc nào cũng 250, từ 250 trở lên, 500, 1000, 2000, 3000 trở lên, chứ nó không có xuống nữa. Đó, thì lúc đó yên tâm, chị dơ máy lên bóng là lúc nào cũng có hình, và hình không bị thiếu sáng và không bị rung. Đó là một trong những cách mà Tùng đi chụp rất là nhiều. Các bạn biết là nếu mà hiện giờ theo cách chụp của Tùng là đi chụp du lịch thì các bạn lúc mà Tùng đeo của hai cô đi một cái quai và một cái tele, gần như dơ máy lên là chụp, dơ máy bỏ máy này tele bỏ xuống, dơ máy này lên là chụp, và không quan tâm đến cái chuyện focus, không quan tâm đến cái chuyện lấy nét, và không quan tâm đến chuyện đúng sáng hay thiếu sáng. Khi mình dơ lên thì nhìn vô không ngắm thì Tùng hay có chứ chụp gần như 100% là chụp A, chụp ngoài trời chụp A, và lúc nào ngón tay mình cũng để ở cái lúc là chỉnh cộng trừ OV, và cái tay này xây cái khẩu độ mình mong muốn. Mình muốn cái đất mỏng và đất dày cỡ nào, cái hậu cảnh nó nét cỡ nào thì chúng ta xây cái khẩu độ. Chỉ một thao tác và chúng ta bấm máy, chúng ta muốn tối một tí và muốn tầm sáng một tí xíu thì rất là nhanh. cái Sony nó được cái hay các bạn, nó giống nó hơn hẳn những cái dòng Vespa, dòng Mayonet. Nó cái hay là khi chúng ta thay đổi cái khẩu độ, chúng ta nhìn thấy được cái đớp của nó, nhìn thấy được cái background nó rõ mờ thế nào, và chúng ta điều chỉnh nó rất là nhanh. Trong khi các bạn chụp Vespa cái áo gương lật các bạn mở hết khẩu độ mà các bạn cũng không thấy nó cái phòng nó mờ, trong khi đây chúng ta sẽ phòng nó mờ. Ví dụ Tùng ví dụ như Tùng lấy nét vô cái chỗ này các bạn thấy đang ở 18 nè đó. Đó thì cái background nó mờ, các bạn thấy mờ không? Tùng không muốn cho nó mờ nữa, Tùng muốn cho nó nét lên tí xíu, mình sẽ xoay đó, các bạn thấy nó nét liền, tăng cái khẩu lên đó là nét liền. Hiện giờ đang khẩu 8 là nét liền. Giờ mình đang chụp như này, mình thấy cái background nó nét quá, mình không thích, mình xóa đi, mình chỉ xoay cái khẩu độ xuống là rất là nhanh, và chúng ta làm việc cực kỳ nhanh, và chúng ta rất là hiệu quả. Chúng ta phải quan tâm tới cái chuyện mà thay đổi cái khẩu độ, quan tâm tới chỉnh, vừa chỉnh tốc, vừa chỉnh ISO, vừa chỉnh khẩu độ rất là nhiều, rất là mất thời gian. Đó là một trong những cách mà mình set máy khi mình đi làm. Rồi rồi có bạn là hỏi về cách mà về thiết bị trước khi chúng ta đi chụp không ạ? Dạ. Đứng sát luôn. Thường á, ngày xưa thường chụp DSLR thường hay còn nhìn vô cái khung ngắm nhiều, nhưng mà từ khi mà chuyển qua Sony là chụp hay có thói quen là dơ lên là chụp kiểu này nhiều hơn. Khi nào chụp tele á, nó rung quá, dơ này nó rung quá thì mình hay tì vô để nhìn cái viewfinder. Các bạn nhiều các bạn hay thắc mắc là nhìn cái nhiếp, hoặc là khi mình ngược sáng á, nó ngược sáng, nhìn cái màn hình nó không được rõ lắm á, thì phải nhìn vô cái viewfinder thôi. Nhưng nhiều bạn hay nói là khi mình nhìn vô chụp bằng cái màn hình nó tốn pin, nhưng mà thật sự nhìn cái viewfinder nó tốn pin nhiều hơn là trên màn hình. Khi mà các bạn chụp Sony á, là các bạn chụp trên màn hình ít tốn pin hơn là chụp cái viewfinder đó, nó làm việc nhiều hơn, nó tốn pin nhiều hơn trên màn hình. Đó là một cái cách mà hồi xưa tôi không để ý, nhưng mà đi xa tài liệu thì thấy khi mà chụp màn hình nó tốn pin hơn. Đó là một trong những cái cách. Dạ, chị có thêm gì ạ? Dạ, anh chị xét được chưa ạ? Dạ rồi, dạ, cảm ơn chị. Đó là trong những cái cách, dạ, đó là chị. Dạ. 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 Dạ, rồi, cảm ơn chị. Có một cách mà khi mà chúng ta xài lens zoom khi chúng ta chụp 7 ở 70, khi mà chúng ta chuyển zoom nó lên là 200 thì nó có sự thay đổi về khẩu độ. Nếu thường các bạn sẽ chụp ở 2.8 chẳng hạn, hoặc là 4, khi mà zoom lên 200 ở tiêu chuẩn 70, zoom lên 200 thì nó sẽ nhảy lên khẩu 5.6. Nếu mà lên 2 khẩu, nếu các bạn chụp lên 1 khẩu thì các bạn để 4 thì khi zoom 200 lên nó cũng là khẩu 4 thôi. Thì để tránh một cái trường hợp này như mình nói là các bạn cứ auto, máy nó lo, mình không phải lo gì, không bao giờ bị thiếu sáng. Tất cả máy nó lo, bảo đảm các bạn đúng sáng, không bị thiếu sáng. Chỉ có các bạn muốn sáng hơn hay là các bạn muốn tối hơn thì các bạn nhìn vô cái màn hình và nhìn trong cái khung ngắm thì các bạn điều chỉnh cái mức cộng trừ ở đây. Muốn sáng hơn thì cộng 0,3, cộng 1, cộng 2 tùy. Muốn tối hơn thì sẽ giảm lên. Thì một tí nữa mình sẽ thực hành chỉ các bạn lúc nào nên cộng tối, lúc nào nên cộng sáng. Cái đó là cực kỳ quan trọng mà nhiều người không để ý. Nếu mà quên, nói nhiều quá, nếu mà quên nhớ nhắc Tùng ý đó các thầy. Tùng muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn chụp hay bị rung tay, khi mà chụp zoom tay chụp 70 không bị rung, khi các bạn chụp lên 200 cái hình ra nó bị rung, thì thường có một cái nguyên tắc là các bạn nên cái tiêu cự nó phải nhân đôi cái tốc độ. Ví dụ các bạn chụp 200 lên 200 thì cái tốc độ nó phải là 400 thì nó không bị rung. Thường cái nguyên tắc nếu bạn chụp lên 50 thì tốc độ nó phải 100. Đó, các bạn lên 400 thì các bạn cầm tay thì cái tốc độ nó phải là khoảng 800 trở lên thì nó không bị rung. Đó là cái nguyên tắc mà các bạn nên nhớ, và các bạn thì cái hình các bạn sẽ không bị rung. Nhớ cái điều đó. Còn lại khẩu độ là do mình quyết định, mình muốn khẩu nét hay không nét, muốn xóa không nhiều hay ít là do mình, muốn xóa không nhiều là bỏ hết khẩu ra, muốn nét cái không thì xếp khẩu lại. Đó là chỉ là đơn giản thôi. Rồi quay lại chụp cảnh đường phố thì á, có hai cái cách mà chúng ta hay làm. Là thứ nhất là chúng ta quan sát và chúng ta chụp. Quan sát thì chúng ta có thể quan sát trước khi chúng ta chụp và quan sát ngay lúc chúng ta chụp. Cái quan sát trước chúng ta chụp là giống như Tùng hay nói với mọi người, là những cái video clip Tùng hay chia sẻ là chúng ta nên chụp bằng mắt. Nhiều người hay thắc mắc là chụp bằng mắt là sao? Là chụp bằng mắt là các bạn hãy chụp những lúc mà các bạn không có máy hình. Các bạn ví dụ như bạn đang đi chơi đúng cà phê, các bạn thấy cái góc đó rất là đẹp, ánh sáng rất là đẹp, các bạn chụp lại, nhớ lại trong đầu, nhớ đóng cái khung luôn, cái góc này chụp bằng cái khung hình đó là nên khung đứng hay là khung ngang, và các bạn nhớ luôn là với cái ánh sáng này thì nên cái len nào, cái khung màn hình như thế này chụp cái len nào cho nó phù hợp, cái góc độ nào cho nó phù hợp, góc máy thấp, góc máy cao hay góc máy chính diện. Đó là một cái cách mà Tùng làm trong suốt khoảng 15 năm là phóng viên ảnh ở Sài Gòn Tham. Các bạn không phải khi mà tòa soạn giao một cái hình các bạn chụp thì các bạn không phải lúc nào các bạn cũng biết rằng ở đâu đó có cái chủ đề đó, có liên cho các bạn chụp. Ngày xưa Tùng đi làm thì không phải lúc nào cũng có cơ hội để chụp liền, lúc nào cũng máy pano cho người cũng có máy, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cơ hội thấy cái đó chụp. Tùng hay làm là 15 năm làm báo là tất cả những cái gì mình thấy, mình cảm nhận được, cảm thụ được là cái hình đó sẽ dùng được trong ngày hôm nay, hoặc là trong tháng sau, hoặc là trong năm sau, hoặc là 5 năm sau nữa. Thật ra có những cái hình Tùng chụp khoảng 10 năm sau thì mới sử dụng được, và mình đón được cái điều đó, mình biết cái điều đó, cái hình này sẽ dùng được trong khoảng thời gian này, sắp tới khi ra thì mình nên chụp, và không phải lúc nào mình có cơ hội chụp, cho nên mình chụp bằng mắt. Và khi mà tòa soạn cơ quan giao và chụp cái hình đó thì mình nhớ trong đầu, cái hình này mình đã nhớ, mình biết cái vị trí đó ở đâu đó, cái vị trí đó ở chỗ nào. Ví dụ như các bạn có để ý bên đường Đinh Tiên Hoàng, chỗ đó mà chịu đối diện đó mà chịu, nó có cái bức tường, nhỏ nó có chữ Gia Định. Các bạn có nhớ cái chữ đó không? Các bạn thấy cái đó thì giờ muốn chụp cái hình mà có cái chữ Sài Gòn xưa, cái chữ Gia Định thì các bạn đâu, các bạn nhớ ngay cái vị trí đó. Các bạn cái góc đó chụp buổi nào đẹp các bạn nhớ không? Buổi sáng nó sắp thuận, buổi chiều ánh sáng chết rất là đẹp, ánh sáng chết thì mình biết rằng là các bạn cái thời gian lúc nào là chụp cái bức tường nó đẹp, các bạn chạy ra canh giờ đúng ra giờ nó canh các bạn chụp thôi, chứ không phải là các bạn phải đi tìm. Giờ các bạn tìm biết đâu ra nếu mà không để ý. Thường là cách làm của Tùng là hay để ý, đi đường các bạn để ý. Nếu mà các bạn là người thích chụp live, thích đường phố thì bạn để ý rất là nhiều, quan sát rất là nhiều thứ diễn ra ở xung quanh mình để các bạn thấy, các bạn nhớ cái điều đó, và các bạn chụp bằng mắt, các bạn giữ lại đó và khi cần các bạn có. Cái thứ hai nữa là các bạn nhớ cái góc, cái vị trí mình đi ngang cái chỗ đó mình thấy đẹp quá, nhưng hôm nay mình không có cơ hội chụp được, mình phải đi làm, sáng đi làm rồi đó. Ok, cuối tuần là sắp tới ra các bạn cũng rất là canh cái góc đẹp, ánh sáng đẹp. Bây giờ chỉ chờ một cái nhân vật nào đó, ông xích lô đi ngang, các bà bán hàng đi ngang, hay là cô bé đi học, hay bé bố mẹ đi chơi cuối tuần thì đó, chờ cái chủ đề động vô cái hình đó là các bạn có một cái hình đẹp. Đó là một cái cách mà Tùng hay làm. Cách thứ hai là các bạn như Tùng nói là đi chụp thương mại, xách cái máy ra, chụp hình stock thương mại ra ngoài, thấy cái gì chụp cái đó, thì cái đó các bạn thoải mái, các bạn không kêu là chụp cái gì, các bạn không cần biết là các bạn chọn cái chủ đề hôm nay là các bạn đi chụp cái gì. Ví dụ các bạn hôm nay các bạn chọn đi chụp chợ, các bạn chọn cái chợ Bình Thành hay chợ Bình Tây, các bạn xách máy vô đó mà chụp, và các bạn chụp những cái gì bạn thấy là cái hình này bán được, cái hình này ai sẽ làm người mua, và mua để làm gì. Các bạn nhớ những cái trong đầu những cái mà các bạn phải trả lời những câu hỏi rất là cơ bản trước khi làm bóng máy, là các bạn là bóng cái mặt cái hình này để làm gì, bóng cho ai là người dùng, họ dùng vào mục đích gì, các bạn sẽ trả lời hết những cái câu hỏi đó trước khi các bạn thấy cái hình và các bạn bóng máy. Quyết định bóng máy đó thì thì các bạn sẽ có một cái hình dùng được. Cái chuyện đẹp xấu đó nó không quan trọng đó. Đối với mình cái hình mà nhiều người khen đẹp, đẹp rất là nhiều người đẹp nhưng mà không sử dụng được thì nó không có ý nghĩa gì hết đó. Cái hình phải dùng được à, phải các bạn đam mê, các bạn chụp ảnh nhưng nó phải có một cái gì đó để bù lại cái đam mê của các bạn. Ở ngày xưa là Tùng tương tác với chủ đề đi làm báo là gần như 99% trên máy là lens 16-35, gần như chụp tập tả quay 16 luôn. Có một số cái hình mà chụp bằng báo quay 16 chụp, mà ngày xưa thì nó còn chụp phim tiếng là mầm thì cái sau là quay chụp số rồi tiếng nó cũng đập mầm, nhưng không phải như bây giờ. Bây giờ các bạn rất là sướng, đi chụp street line rất là sướng là sao, công nghệ nó hỗ trợ rất là nhiều. Như các bạn biết rằng trên cái trang web Sony có giới thiệu clip của Tùng về thử thách 30 phút ở Đà Lạt. Hôm đó trời mưa tầm tã, khi đó bây giờ thử là 30 phút anh chụp được bao nhiêu cái hình chân dung, cái gương mặt và ánh mắt đó, các bạn coi trên trang web không có thấy. Là trong 30 phút Tùng trời mưa tầm tã, mấy anh em kéo nhau lên chợ Đà Lạt, không có gì chụp, đi vô chợ Đà Lạt chụp. Thì trong 30 phút đó thì chụp rất là nhiều thứ đó. Thì cái mà Tùng thích thú là mình không quan tâm, như Tùng nói, không quan tâm đến về thiết bị nữa. Tùng hôm đó Tùng cầm cái A7 III và cái lens 35-1.4 đó, trời mưa, trời mưa không sao mình cứ đi. Các bạn, nhiều các bạn cứ nghĩ là trời mưa thì ngại đi chụp, sợ thương máy đó, các bạn thoải mái không có vấn đề gì. Hay Tùng mưa, chẳng bao giờ Tùng ngại mà trời mưa. Thật ra khi trời mưa các bạn chụp ảnh đường phố, đi chụp bên ngoài rất là nhiều cái hay. Cái sinh hoạt cuộc sống trong mưa cực kỳ hay. Có một đề tài đó Tùng đã làm khoảng hơn 10 năm nay, rất là nhiều hình đẹp đó. Có năm là mùa mưa là bắt đầu thấy trời mưa, sấm sét trời mưa là xách máy đi chụp rất là nhiều cái hình, và cái hình đó không ai có. Các bạn nên nhớ là cái gì không ai làm mình làm mới là đặc biệt. Nếu mà lúc nào ai cũng chụp Sài Gòn, lúc nào là trời xanh mây trắng rồi hoa cỏ tùm lum hết mọi thứ rồi đón sương ầm thì 1 tỷ người ra chụp, rồi chụp nó cũng giống như mọi người, cho nên các bạn nên chọn cái hướng khác là vậy đó. Thì khi chị vô chụp chợ Đà Lạt thì Tùng tắt cái tiếng cái software đó mà chặt đi để không nghe tiếng, và chọn cái chế độ lấy nét, focus lấy nét mặt. Lúc nào dơ lên bấm máy là nó cũng nét cái chủ đề, và lấy nét mắt mở 1.4 nó cũng vẫn nét. Các bạn lên trang bay Sony Việt Nam các bạn thấy rất là nhiều cái hình gần như an toàn Tùng chụp bằng f1.4 hết đó. Lúc nào hình cũng nét, không bao giờ nét, và tốc độ ISO lúc nào 250, tốc độ 250, 125, lúc nào hình nó cũng không bị nhòe. Đó là một cái cách mà mình làm. Khi mà đi cho thành xin một tí. Trong lúc ấy thì bà con xin câu hỏi gì không? Nói nhiều quá không cho bà hỏi. Rồi. Có câu hỏi nào đưa. Ơi bây giờ bạn nào hỏi cái là tặng 1 kg tàu he nha. Rồi. Cái có những cô em là trong lúc đi chụp đó, có năng nào là gọi là em về giải xử. Rồi, đặt ra một cái tàu he một cô gái mặc áo hồng này. Để hộ cái, cái như Tùng nói đó, khi mà các bạn setup máy đi chụp cảnh đường phố, chiếc lai đường phố và những cái thể loại khác, gần như khoảng chừng 5 năm nay Tùng không quan tâm tới cái chuyện 35, gần như auto 35 tuyệt đối, không bao giờ quan tâm tới chuyện auto 35. Chỉ có set ở cái profile là landscape, monodum hay là phòng tre thôi. Các bạn mấy cái đó đừng quan tâm, còn auto 35 máy lọt tốt, mình không 35 đẹp bằng máy. Có khi nào mình nghịch đó là mình muốn thay đổi quay 35 một tí xíu, trong lúc chụp đó mình muốn ví dụ như phơi các bạn cái nhiệt độ màu mình muốn thay đổi cho nó cái tông màu nó lạnh đi một tí xíu, cái thay đổi cái nhiệt độ màu cái quay 35 một tí xíu, còn lại là auto hết hoàn toàn. Các bạn đừng quan tâm. Cách đây khoảng 10 năm, từ năm 2002 là Tùng bắt đầu chuyển qua máy số từ 2002, thì lúc đó quay 35 phải nói là chính phủ luôn đó, là chỉnh liên tục hay đó. Nhưng bây giờ khoảng 5 năm trở lại đây thì quay 35 cực kỳ hiệu quả, các bạn đừng quan tâm tới cái chuyện đó. Và các bạn chụp RAW thì về các bạn thay đổi quay 35 càng dễ nữa đó, cái quay 35 nó không là vấn đề gì để chúng ta quan tâm đó. Cảm ơn các bạn. Dạ rồi, bây giờ câu hỏi khó là có quà dữ hơn, con hỏi dễ quá chỉ được em gái màu hồng thôi. Xin mời anh trai hỏi nha. Cho em hỏi cái em hay đi chụp đường phố thì có một cái là khi mà mình chụp thì làm sao để mà mình tương tác với người ta mà người ta vui vẻ khi mình chụp á. Tại vì ví dụ như là mặt của anh thì nó rất là thân thiện rồi, em không nói làm gì. Nhưng mà ví dụ như là có nhiều người ta hơi bầm chợ một chút xíu, hoặc là những cái người mà trẻ á, thì thông thường những cái người mà người ta bán ở chợ chẳng hạn thì người ta không có thích người trẻ lắm, nói thẳng là vậy. Cho nên là khi mà mình chụp lên người ta sẽ chụp xong là bị chửi á, bị đuổi luôn. Thì có cách nào để mà mình khắc phục cái vấn đề đó để mà mình đảm bảo là mình chụp lên nhìn nó tự nhiên? Đây chỉ cần hỏa mi liên tục hot lên. Các bạn biết rằng là như Tùng chia sẻ cái clip 30 giây 30 phút ở Đà Lạt, các bạn khi chụp hình Đà Lạt, các bạn vô chợ Đà Lạt thì rất là khó, nhiều người mấy anh bạn với ảnh Tùng nói 30 phút mà vô đó chụp được cái gì, trong đó nó chửi sùm luôn á, chụp cái gì mà thật sự đối với Tùng cái chuyện đó họ chửi mình đừng có chửi lại là được, mình vui với là được, nói cho vui thôi. Nhưng cái có điều đó là khi mà các bạn đi chụp đường phố mà các bạn biết rằng cái chủ đề các bạn thấy trước mắt đó, các bạn sẽ chụp và các bạn giơ máy lên là bị người ta chửi liền, và ta không cho các bạn chụp liền thì các bạn đừng nên chụp, đừng nên giơ máy lên, đừng bao giờ phải nói là cắt máy luôn, tức khắc cắt liền. Thấy muốn đứng đó nhìn hết, đứng nhìn các bạn càng đứng nhìn càng lâu thì các bạn có cơ hội chụp hình càng nhiều. Một cái càng nhìn lâu đó, giống như đi cô gái vậy đó. Một câu hỏi gì cô gái nào? Này xin mời chị một câu hỏi gì cô gái nào? Em ơi, dạ. Thấy á, các cô lao câu như mấy chú lao câu bằng cắt cỏ, dạ. Cái chị muốn chụp cái lúc hành động đó đó, dạ. Thì theo em á, chị bắt nét của cái người, cái cô gái đang cắt cỏ, dạ. Với cái hành động mà cô đang cắt á, dạ. Thì theo em á, mình để tự động để mình bắt nét cái nào đẹp hơn. Dạ, tặng chị công an trước. Cái khi mà chụp như chị hỏi đó thì chúng ta lấy nét auto focus, lấy nét khuôn mặt thôi, cho nét là chị lóc cái nét nó lại là chị cứ chụp thôi đó, chứ không quan tâm đến cái chuyện mà cắt cỏ hay là cắt bông cắt khoai gì trên đó, chị không quan tâm cái chuyện đó. Cổ làm gì cũng được, lấy nét mặt rõ mặt, hoặc là khi mà chị focus của cái hành động cái tay chị của cái người cắt á, không lấy mặt ra thì chị lấy nét vô cái tay. Chị muốn thể hiện cái gì thì chị lấy nét vô cái chỗ đó, chủ đề của mình chỗ đó. Dạ. Quay lại cái câu hỏi của bà Phúc, khi gặp những cái người khó đó, là không cho chụp thì mình làm cách nào, thì mình phải làm quen với họ, mình phải thân thiết với họ. Nó cũng giống như mình làm quen với một cô gái vậy đó, mưa dầm thấm lâu, cứ đông đưa hoài, từ đông đưa không về ra đó, cụ thể luôn là bản thân mình. Mình là một thằng ở nhà quê ở tỉnh lên Sài Gòn, chả có gì hết, trong tay đi chiếc xe đạp móc chỉ có cái máy chụp hình cũng mượn nhờ người ta thôi, đi làm xong rồi quen được một cô gái cưới làm vợ, chính xác tới bây giờ thì đó còn đưa thôi, còn mình đến nhà rồi cũng hỏi thăm ông bà, mình có rất nhiều cái cách mà mình tiếp cận, chứ không phải một cách mình cắt tiếp cận cái cổ trực tiếp thì nó hơi khó, thì mình có thể tìm một cách gián tiếp đó, chẳng hạn là mình bạn gái mình tiếp cận khó, lâu lâu gặp được lần nào có thời gian thì thấy là mình tới nhà mình thăm, mình không thăm cô gái mình thăm mẹ cô gái đó, chẳng hạn thăm mẹ cô gái là hôm nay thăm bác, tuần sau là bác có khỏe không, gọi điện thoại thăm tuần sau nữa thì, tới gì đó. Mình có rất là nhiều cái cách mình tiếp cận chủ đề của mình và mình sẽ động não mình suy nghĩ ra, và đến một lúc nào đó mình cảm thấy là cái chủ đề của mình rất là thân thiện của mình, gần gũi với mình. Khi mình cái một cách vô chụp đó là một cái cách mà để tiếp cận. Khi mà các bạn vô chụp ở chợ, thường mấy bà bán chợ dữ lắm, chợ cá chợ thịt còn càng dữ, nó cầm ra bung là thấy áo bán nổi rồi đó, đi vô mấy chợ cá đó, cá vô lên thì bút đứt cái đầu ra là thấy lớn rồi đúng không đó, thì ok mình cứ thoải mái đó, mình đừng có chụp, mình tới mình xem, mình hỏi cá là bao nhiêu một ký, rồi ở đâu về, rồi chị nhà ở đâu, rồi cái gì đó, chứ không phải mình nói cứ nói chuyện chơi, lâu lâu mình hỏi một lần nữa, hỏi nhiều quá đó, hỏi nhiều quá người ta đang làm ta bực đó, hỏi liên tục liền người ta làm ta thấy bực, mình ngoài đứng đó mình xem đó, lâu mà hỏi một câu, lâu hỏi một câu đó, lâu hỏi một câu, hỏi mình cảm thấy câu thứ hai, câu thứ ba cái người chủ đề mình nó vui vẻ rồi, thoải mái với mình rồi, nó có thể mình tiếp cận được rồi cái lấy máy ra. Từ bây giờ có viewfinder lật cái màn hình lên, cứ để tắt màn hình không bụt. Đó là bộ quay qua bông chụp đầu cá cái bụt, quay qua chụp số hàng trên đi cái bụt, quay lại chụp cái cô này cái bụt. Đó là mình có cái hình. Đó là một trong những cách mà các bạn tiếp cận rất là dễ dàng. Thường á, các bạn hay nói rằng á, tiếp cận từ trái tim đến trái tim rất là dễ, cho nên các bạn cứ dùng cho tình cảm của mình, thật của mình tiếp cận với chủ đề của mình và mình chia sẻ với một cái gì mà mình muốn. Đó. Sao mình cũng có thể nói là con ở Sài Gòn, con lên Đà Lạt chơi, con muốn đi chụp hình gì đó, con muốn chụp tô một tấm hình gì đó, rồi các bạn cứ thoải mái các bạn nói, hoặc là người ta sẽ cho các bạn chụp. Cái cách chụp của Tùng như vậy, các bạn coi trong cái video clip đó các bạn thấy có một cái hình Tùng chụp dơ cái máy A7 III với cái lens 35 chụp selfie với cô bán thịt đó, thoải mái. Gần như đi chụp ở chợ nào Tùng cũng đều có một cái tấm hình chụp chung với cái người bán chợ, thậm chí đi Philippines, đi Indonesia, Malaysia, vô cái chợ cá hay gì Tùng cũng đều có thể chụp chung với họ, rất là thoải mái, do cái cách mình tiếp cận thôi. Đó, đó là một trong những cách tiếp cận gần nhất. Tiếp tục còn là những cái mà kỹ năng cô gái có tác dụng với chị bán cá nha các bạn. Cái xin mời nè chị, bạn này đã nói là ái mộ lắm rồi, bạn cứ đứng nói đi, sao tôi nghe được. Cái chế độ mà mình thường chụp đường phố thì mình nên để chế độ này là tặng bạn cái này. Chế độ. Rồi, đối với Tùng đó, tất cả các thể loại chụp đều A, chỉ có phơi đêm hoặc là chụp trong nhà là chụp M thôi. Khi phơi 30 quá 30 giây, gần như 30 giây Tùng cũng để A. Quá 30 giây thì mới chuyển qua mode M chụp B. Lúc đó tính giờ 1 phút 2 phút 3 phút tùy theo cái thời gian mình thôi. Còn cả đường phố gì gần như tất cả thể loại khác, không phải là dưới 30 giây là chụp A hết, chụp M hết. Quá 30 giây là chụp M hết. Tại khi mà các bạn đi chụp đường phố, các bạn không có thời gian đủ. Nếu mà các bạn đi chụp mà để chụp nhanh để có hình khoảnh khắc á, thì các bạn không đủ thời gian các bạn chụp M để các bạn chỉnh cái tốc độ, chỉnh cái khẩu độ, chỉnh cái ISO cho nó phù hợp, cho nó đúng sáng. Tùng rất là quan trọng cái việc chụp ảnh đúng sáng. Các bạn nào làm hậu kỳ các bạn sẽ thấy rằng cái việc chụp ảnh đúng sáng cực kỳ quan trọng. Tại vì khi các bạn hậu kỳ các bạn làm từ sướng. Tùng không có làm hậu kỳ nhiều trên hình, gần như cái hình đúng sáng về chỉ có làm tinh chỉnh một tí xíu, có thể là tăng cái shadow lên một tí xíu, do cái máy nó, cái shadow nó không khi chụp nó cái phần tối nó không lên hết theo cái ý mình, thì mình tăng shadow lên một tí xíu để thấy cái chi tiết của mình tối, hoặc là cái highlight mình muốn dìm cái highlight xuống tí xíu, hoặc là nhấn cái vùng tối cho nó tối luôn, hay là muốn cái vùng sáng nữa, nó sáng trong vùng để làm thôi, còn lại là gần như là hoàn thiện lúc chụp. Khi các bạn chụp thì cũng muốn chia sẻ các bạn là các bạn nên lưu ý bố cục và đóng cái khung hình nó hoàn thiện ngay lúc chụp. Cái cách của Tùng làm và cái nguyên tắc của Tùng làm là không bao giờ về phải rớt cái hình. Các bạn đừng bao giờ cứ nghĩ là không, cứ chụp rộng đi về rớt, hoặc là cứ chụp cái có cái đó cây nó vô rồi về mình xóa cái đó, thì các bạn cái cách làm đó không phải là cách làm của Tùng, và Tùng không đánh giá cao cách làm đó. Thứ nhất là các bạn không trau chuốt ngay từ đầu, các bạn không ý thức tốt ngay từ đầu cái cách mà các bạn trước kia các bạn không máy. Cái cách làm của Tùng nó bị dính vào từ cái thời chụp phim. Các bạn biết cách đây khoảng 20 năm các bạn chụp một cái phim medium format mà phim slide á, 4mm á, thì cái là format á 4mm như thế này, thì một cái phim nó là chắc là phải mất hết mấy ngày cơm đó, mấy ngày thì rất là nhiều tiền, khi mà cho nên thì bấm một cái hình đó là phải hoàn thành đủ hết cái từ bố cục, từ lo sáng, cái nào cần cho vô cùng mình, cái nào không cần là phải bỏ ngay từ đầu. Đó, một là có những các bạn thì các bạn thấy là ví dụ Tùng đứng đây, các bạn thấy có một cái bóng cái đèn nó dính ở phía sau ốc mình. Các bạn góc máy bạn đó các bạn sẽ thấy rất là đỏ đó, cho nên các bạn bấm các bạn nghĩ rằng là về xóa cái này rất là dễ và nhanh, nhưng khi mà các bạn làm như vậy đó, các bạn sẽ tạo thành một cái thói quen, và khi các bạn chụp các bạn không có những cái góc tốt và những cái khung hoàn hảo, nên bạn thấy ở đó đứng ở đây thấy các bạn ném vào đây tí xíu Nếu mà nó thiếu thì cái hình của Tùng nó sẽ lọt khỏi cái hình của các bạn. Đó, thì các bạn có nhiều cái cách, các bạn nên qua trái một tí xíu, qua phải một tí xíu, hoặc là tiến lên một tí xíu, hoặc là lùi một tí xíu. Cái cách chụp của Tùng hay làm là lúc nào mình cũng tiến một bước. Các bạn đứng đây chụp, các bạn thấy ngắm rồi, chưa được, bạn tiến lên một bước, các bạn thấy chưa ổn, các bạn lùi 3 bước, tiến một bước, lùi 3 bước. Lúc nào cái cách làm của Tùng cũng vậy, các bạn thấy khi mà tiến một bước các bạn vô cùng rất là gần đến chủ đề, nhưng các bạn lùi 3 bước các bạn thấy cái không gian, cái khung hình của bạn rộng hơn, các bạn sẽ thấy nhiều cái chi tiết ở bên ngoài hơn, các bạn bị bỏ. Và các bạn cũng đây các bạn thấy cái khung hình nếu các bạn chụp 50 các bạn thấy cỡ 45 độ ở vậy, bạn tiến cái khung hình, cái góc nhìn của bạn hẹp lại là bỏ những cái chi tiết bên đây, bỏ cái chi tiết bên đây. Khi bạn lùi 3 bước các bạn sẽ thấy cái góc nhìn của bạn rộng hơn một xíu, có rất nhiều cái chi tiết. Cái đó là một trong những cái kinh nghiệm mà cái thời Tùng làm báo. Cái chủ đề nó chỉ chiếm 50% cái giá trị của bức hình, 50% theo Tùng, bản thân Tùng. Cái đó thì có nhiều sách vở nói, mỗi người nói một kiểu, nhưng đối với Tùng, một cái ảnh, cái chủ đề chiếm 50% giá trị của ảnh, còn 50% còn lại là cái background, cái hậu cảnh phía sau. Cái hậu cảnh phía sau nói rất là nhiều thứ. Các bạn xóa cái phong mờ mình đi, chỉ khi các bạn chụp tin xóa phong hoặc là chụp chân dung các bạn trẻ hay là chụp cô dâu chú rể hay là chụp cái gì đó các bạn cần để xóa phong để cho nổi chủ đề lên. Còn chụp ảnh đường phố, chụp ảnh báo chí, chụp ảnh thương mại thì các bạn nên chú ý cái phong. Khi nữa Tùng sẽ nói khi mà thực hành cái phần chụp ở đây, Tùng sẽ nói các bạn chú ý cái phong làm sao, cái phong nó nói điều gì, nhớ nhắc Tùng điều đó, có hai cái rồi. Khi mà ảnh chụp slide á, thì sẽ có nhiều người nghĩ tới chụp trắng đen. Thì em có hai câu với anh. Câu thứ nhất á là anh ở cái đó em không lấy đâu. Tại vì em chỉ có chim à, có chim đâu, có chim rồi. Anh đi YouTube. Thứ nhất á là mình sẽ trắng đen lúc mình chụp luôn. Bây giờ mình khỏi hậu kỳ. Hay là nếu mà mình chụp thường á thì làm sao mà mình nhìn cái hình mà có màu á mà mình liên tưởng với trắng đen sao tốt nhất. Tại thật sự á, em thấy có nhiều hình mà em coi á, cái của Eric Kim hay là ông Phan Mô á, nhìn nó ảo lắm, nhưng mà em không biết đó, là lúc đó người ta chụp là màu, xong rồi về người ta mới trắng đen hay sao? Chính xác. Tao hỏi cái hay các bạn cho mình bàn tay. Đây câu hỏi hay tặng chữ hay luôn. Anh ơi, câu hỏi hay tặng chữ Sony là anh Hòa, anh ký lên. Tí kiến tặng. Tí kiến tặng nghe chưa? Thì là gì? Các bạn biết rồi á, Tùng cũng rất là mê ảnh trắng đen. Các bạn nào hay có Facebook Tùng các bạn sẽ thấy ở cái studio của Tùng gần như hoàn toàn treo ảnh trắng đen. Tùng chụp ảnh trắng đen cho mình, cho cái cảm xúc của mình, cái thích của mình, nhưng mà mình cũng thương mại được cái ảnh trắng đen đó, trong Tết nên chụp rất nhiều. Ngày xưa chụp ảnh trắng đen thì các bạn chụp DSLR phim thì các bạn hoàn toàn các bạn nhìn với khung hình màu, các bạn tưởng tượng ra cái hình nó trắng đen như thế nào. Bây giờ nếu bạn chụp số có một cái cực kỳ hiệu quả giúp các bạn nhìn trắng đen cực kỳ tốt, và các bạn phải khai thác đó là khi các bạn chụp trắng đen các bạn chuyển qua mode trắng đen, các bạn chụp modulum, các bạn chụp gần như khi mà Tùng xác định thường mình sẽ chụp hai file, một cái file JPEG và một cái file RAW. Lúc nào Tùng xong lúc trước thì còn sim làm hậu kỳ đó, trước khoảng 2-3 năm trước còn sim làm hậu kỳ chỉ chụp RAW thôi đó, sau này hơi lười cho nên là gần như là chụp và không có thời gian nhiều nữa, cho nên là chụp một cái đo để đó khi nào cần hình lớn thì mình lấy cái file đo ra mình xử lý, còn lại để bóc Facebook coi gì làm nhanh đó thì lấy cái file JPEG ra có sẵn liền. Thực ra cái file JPEG của Sony xử lý cực kỳ tốt, cả màu cả trắng đen, các bạn nên nhớ điều đó. Các bạn không phải hậu kỳ nhiều, các bạn không phải làm mất thời gian để làm hậu kỳ thì các bạn chụp file JPEG các bạn dùng liền. Chọn chụp phong cảnh các bạn chọn landscape, chụp chân dung các bạn chọn chụp chân dung, chụp trắng đen các bạn chuyển qua mode modulum rồi là ra có một cái hình. Gần như Tùng ra làm điều đó và chụp xong chuyển qua điện thoại mode để bút liền tức cắt có một cái hình đó, không phải làm gì đó là một cái cách. Cái khi mà các bạn chuyển từ cái màn hình màu các bạn muốn chụp trắng đen, gần như khi mà chụp đi chụp trắng đen là gần như lúc nào cũng chuyển qua chụp trắng đen là chuyển qua các màn hình, chuyển qua modulum để thấy để lúc đó mình cảm nhận được cái màu hoặc cái trắng đen, cái vùng do số đen nó chạy từ 0 đến 10, vùng nào là 0, vùng nào là 10, nó quá cái vùng nào mình đang muốn, mình khống chế cái vùng đó lúc mình chụp. nó sẽ hiệu quả hơn, và hiệu quả mình cảm nhận được cái chấm đen cái nào. Khi màu đỏ nó ra đen thì nó đen bao nhiêu phần trăm, màu xanh trời nó ra đen thì nó đen bao nhiêu phần trăm, nó qua xám, màu xanh ra trời nó có nhiều từ xám đến đen, thì khi nào là đen nhiều, khi nào là xám, thì chúng là đã có một cái hình nó giúp chúng ta cái điều đó rất là hiệu quả rồi. Chúng ta nên chụp chấm đen, nên chịu được chấm đen. Có một cái điều hay nữa cũng chia sẻ với các bạn rằng các bạn đi chụp chấm đen thì các bạn nên đừng có bao giờ chụp ánh sáng gắt. Ánh sáng gắt các bạn chụp ánh sáng dịu. Tôi không thích ánh sáng gắt, một phần là do không thích cho nên không bao giờ chụp ánh sáng gắt đến chấm đen. Chụp ánh sáng dịu, ánh sáng mềm và trời mưa. Trời mưa, trời âm u, các bạn chụp chấm đen cực kỳ tốt. Hà Nội là một trong những nơi chụp ảnh chấm đen đường phố cực kỳ hiệu quả vào mùa đông. Các bạn ra mùa đông các bạn cũng chụp màu, ra cái màu xám xịt luôn đó. Các bạn chịu khó chấm đen, gần như Tùng năm nào cũng vậy, gần mùa đông mà Tùng ra Hà Nội đó, gần như lúc nào cũng chụp chấm đen, chịu khó chấm đen chụp rất là hiệu quả đó. Và lúc nào cũng có một cái hình rất là mềm mại, cái hình nhẹ nhàng, không có quá gắt đó. Chỉ khi nào các bạn muốn thể hiện một cái hình chân dung gì nó gắt, ánh sáng tương phản nhiều, mùa tối nhiều được, nó lowkey nó hạm thì các bạn nên dùng ánh sáng gắt thôi. Tùng thì các bạn biết nhìn hình của Tùng thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nó mềm mại đó, mặc dù người nó không có nhẹ nhàng, không mềm mại lắm đó. Thì đó là cái cách khi mà chụp hình chấm đen đó. Thì cái thứ hai nữa, khi chụp hình thì quay lại cái chuyện chụp streetlight, ngoài cái chuyện là như Tùng nói đó, các bạn nên nhớ cái background, cái hậu cảnh đó, nó chiếm tới 50% cái giá trị của bức hình. Các bạn có thể lui để lấy cái hậu cảnh của bạn tiến tới để bỏ những cái gì nó không cần thiết của cái hình của bạn. Và các bạn nhớ cái điều đó, chụp ảnh, streetlight, ánh sáng và background cực kỳ quan trọng. Các bạn nhớ điều đó, background nó chiếm 50% giá trị của mình. Cho nên cái hình và cái background đó các bạn giải quyết làm sao? Giải quyết bằng cách thay đổi tiêu cự ống kính. Nếu các bạn chụp có một ống kính một fix 35 hoặc fix 34 thì các bạn chịu khó tiến hoặc lùi. Các bạn muốn bỏ những cái hậu cảnh cần thiết để bạn phải tiến tới, và các bạn muốn lấy cái thông tin nhiều trong cái hình đó, các bạn phải lùi ra. Và cái thứ hai nữa là cái background đó nó như thế nào, các bạn muốn nó rõ như thế nào, nó rõ giống như cái chủ đề của mình thì nó không hay. Các bạn phải mở cổ ra một cái xíu để cho cái background nó mờ đi một tí xíu, mờ cỡ nào để thấy được cái thông tin trong đó. Sau đây tôi chia sẻ các bạn một cái kinh nghiệm rằng đó là đặc biệt các bạn đi chụp event, các bạn đi chụp event trong một cái hội trường, cái ông thường là có một cái diễn giả đứng lên một phát biểu, phía sau là cái background, ví dụ Tùng đứng đây, phía sau là cái background chữ quá chữ chữ luôn đó. Thì các bạn nên chụp như thế nào? Thường nhiều người chỉ đứng một cái góc, thường đứng đây thì có một 99% là cái góc máy ở đó, chụp qua đây để lấy cái background này hết, một shot một duy nhất. Nhưng nói với Tùng cái đó không có, đó là chỉ shot đó là để cho có hình thôi, chứ không phải các bạn thay đổi cái góc bằng cách các bạn thay đổi cái vị trí đứng của các bạn. Thường các bạn thấy lúc nào đó, cái ông phát biểu, cái người chụp có khoảng từ 1m rưỡi 2m, cao lắm là 2m là hết, đứng cái chỗ đó là hết rồi, xong đứng lên từ cái bục cái xong đi họp với cả phóng viên. Rất là nhiều phóng viên đi chụp những cái hội nghị lớn cũng vậy, nhất là họ không có chịu khó tìm cái góc mới. Cái thứ hai là họ nghĩ có cái hình đó là đúng rồi, có cái hình đó, có cái ông đó có mặt ở đó với sao, có thông tin là đủ. Nhưng mà nó đối với Tùng nó không, nó chưa đủ, nó chỉ 50% của đủ thôi. 50% còn lại là các bạn phải thay đổi cái vị trí của bạn. Các bạn ví dụ các bạn đứng 3m đóng cái khung đó ở tiêu chuẩn 70 là nó vừa cái khung hình và vừa cái background chữ đầy đủ. Nhưng các bạn lui về một tí xíu, các bạn sẽ thấy zoom lại gần cái khuôn mặt đó, cái background nó cũng vẫn như thế, background nó sẽ mờ lên một tí xíu do các khoảng cách tiêu cự. Thay đổi cái hỗ độ, thay đổi tiêu cự một tí xíu, các bạn sẽ ra một cái hình khác, nó sẽ đẹp hơn, tốt hơn, và các bạn ta tìm những cái góc khác để lấy được những cái thông tin phía sau nhiều hơn. Đó là Tùng cái cách mà Tùng hay làm. Rồi các bạn là hỏi thêm cái gì không ạ? Anh nhớ ký tên anh cho bạn nha. Đây là em gửi anh một nụ hôn anh, môi vô. câu hỏi tiếp theo, chủ đề gì nè? Hấp dẫn. Bây giờ chúng tôi đang tìm một câu hỏi hóc búa để tặng quà đó mà. Trời ơi, ăn quyền một chân. Trời ơi, cách này hay quá, quyền trước mỹ nhân luôn, có nhan nữa nè, hấp dẫn quá. Trời ơi, dễ thương. Chỉ ăn cạo cạo thôi, thôi tặng cho, trời ơi, giữ ký luôn nha. Giữ nha, mấy chục năm sau là đấu giá là lên tiền đó. Các bạn có hỏi gì không? Có hỏi tất cả không chỉ vì, không chỉ ảnh clip, ảnh đường phố mà có hỏi không phải ảnh gì. Tùng thì chụp tất cả các loại ảnh, trừ ảnh đắp ba không chụp. Ảnh luôn, có chụp luôn. Có luôn, chụp luôn anh ơi, anh hãy hỏi đi. Em hỏi là bây giờ mình đi chụp street light á, có chụp là toàn trung cận hay là mình chỉ cần chụp cái tấm ảnh là toàn trung thôi là mình đã thấy được cái cảnh mình muốn rồi. Cảm ơn bạn, bạn có một câu hỏi rất là hay. Thường á, thường có một nguyên tắc đi chụp ảnh street light hay là chụp ảnh phong cảnh hay là chụp ảnh thương mại, tất cả các thể loại nào cũng vậy. Thường một cái cơ bản nhất đầu tiên là cái tòa, sau đó cái chung, sau đó cái cận. Đó là cũng là cái cách mà Tùng hay làm. Sẵn đây chia sẻ các bạn một cái câu chuyện là khi các bạn, đặc biệt là các bạn đi chụp những cái sự kiện lớn, là các bạn tới đó các bạn thấy nó mênh mông lắm, không biết chụp cái gì, đúng là không biết chụp cái gì luôn, quá trời sự này cũng hay, này cũng hay, không biết chụp cái gì, thì các bạn đừng chụp, đứng đó, nhìn, các bạn nên đứng đó nhìn, ai chụp việc chụp kệ, các bạn đừng có bị cuốn vô, thường là bị cuốn. Các bạn thấy tới đi nguyên xe đi chụp chung đoàn 5 người 10 người trên xe xuống tới nơi thấy ủa đẹp quá, chụp đó, ai nhà nào chụp cuốn đi theo những cái người đó là bị mất lỡ rất là nhiều. Tùng không có theo cái kiểu đó, Tùng rất là thong thả, cái chụp anh chụp cảnh đó cũng còn đó, người đó cũng còn đó, mình chụp sao, mà mình quan sát. Các bạn bỏ thời gian quan sát, các bạn đứng đó xem các anh kia đó chụp, xem những người đi cùng chụp, xem cái cảnh đó, xem cái sự kiện đó diễn ra như thế nào, các bạn lo sát, sau đó các bạn chụp, toàn trước, các bạn vô chung trước, các bạn vô cầm hết có thể. Đó. Rồi. Dạ anh Tùng hãy nói, là nãy giờ anh Tùng đã nói hơn 1 tiếng rồi đó, là thời lượng. Bây giờ nếu anh phải từ từ, nếu như anh vẫn còn yêu mến các bạn vẫn còn muốn còn nói nữa, em cho anh nói thêm tiếng nữa. Các bạn cứ hỏi mình. Rồi hỏi tiếp đi các bạn. Dạ dạ, mời cô, nãy giờ thấy cô đợi nhiều lớp mà đưa video nè. À cô cứ hỏi nó lại từ cái gì cho. Bây giờ con hỏi cô đang sử dụng máy lens gì đó. Mình nhà 24-70 à, không biết chơi cái ảnh. Không khẳng định tới trước đi chứ diễn giả chứ không là đang hỏi thăm cho con cũng kỳ. Cô hỏi là nên chụp ít thôi, đi chụp nhiều, chụp sơ cua là chụp chụp tấm không nét là cho cô không lấy nét tấm hình luôn. Anh định hỏi câu hỏi vậy đó, ok cảm ơn cô. Cái cô gái áo đỏ, cô hồng, có rất là nhiều bạn Tùng biết đi chụp hình rất là tiết kiệm, phải là tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm luôn. Không đâu cái móc máy nó bóng cát rồi tôi cắt máy vô, sợ máy mòn, sợ có tơ nó mòn, cho nên buồn dễ sợ luôn á. Mình đi chụp chung với những người đó mình cảm thấy mình cũng rất là không biết nói là sao, trong khi đó mình bóng liên tục mọi người đó lâu đó, cho nên đi chụp chung với cái bạn mà lâu bóng cái rất là ngại. Đối với Tùng á thì các bạn đừng có tiếc, mình mua máy phục vụ cho mình, phục vụ cho cái nhu cầu của mình, phục vụ cái sở thích của mình, phục vụ cho công việc của mình, cho nên các bạn đừng có quan tâm máy nó hư. Nhiều bạn sợ máy hư không dám chụp, chứ chụp thoải mái, máy hư có Sony lo. Thiệt luôn ha, em cái này em không có trong điện thoại của em đâu nha, em biết gì hết rồi. Thiệt là Tùng không bao giờ quan tâm đến cái chuyện là chụp ít chụp nhiều, gần như chụp lòng trong những người chụp rất nhiều. Đi chụp với anh em là một trong những người chụp rất nhiều, chụp toàn chung cận đến đó là cận hết, có thể cận được. Và bên đây hoài, bên đây tay lên 100, 400, 16, 25, 24, 20, cứ thay đổi liên tục, bên đây bỏ máy này xuống tới máy này lên, chụp rất là chụp. Cho nên một ngày chụp mấy cái thẻ 64 rồi nhiều người đó là chụp nhiều, nhưng mà nói chuyện nó bình thường. đó. Đi các bạn có xem cái hành trình mông cổ của Tùng đó thì đi 15 ngày khoảng hơn 3T hình. 3T tính theo cái ba thôi. Hai ba ổ cứng đó. Đó thì đem theo 4 cái ổ cứng 4T, nhưng mà có để backup một cái ổ 4T. Nói chuyện backup muốn chia sẻ với các bạn thêm là các bạn lúc nào thì mình cũng nên backup, cực kỳ quan trọng và hiệu quả. Các bạn nghĩ rằng đó, cái hình các bạn chụp hôm nay bỏ vô máy tính rồi là xong rồi, đó không phải. Các bạn phải biết quản lý cái phần ảnh của các bạn, quản lý tốt, backup tốt thì cái giá trị của bức ảnh đó mới tăng lên rất là nhiều. Ngày xưa từ khi mà tôi làm áo sòng tham á là cái thời làm phim, cái làm phim khi chụp xong chấm phim về, rửa phim rồi xong bỏ vô cái giấy, lấy tờ giấy cắt dán lên cái bao phim đó, nốt lại là cái gì thông tin chụp hình này, chụp ngày tháng năm nào, ông gì ở đâu, gì hết thì cái đó, cái tờ giấy đó thì mình cần mình lấy ra. Nhưng bắt đầu từ 2002 bắt đầu chuyển qua số thì đó là một cuộc cách mạng, và ngoài đó mình rất là hạnh phúc khi mà chuyển qua số, tất cả mọi thứ luôn trên máy tính hết. Khi chụp về xong chia theo từng album, từng cái folder riêng, từng cái chủ đề riêng, phải tách ra khi để và đặt tên cho từng cái file hình. Các bạn nhớ rằng là phải đặt tên cái file hình. Các bạn muốn hiểu kỹ lên bạn lên cái trang của Tùng và trang YouTube của bạn có chia sẻ cái đó. Để khi mà các bạn cần cái hình đó, hiện giờ Tùng có khoảng ổ 60T hình, 60T ra file hình, thì các bạn tìm cái hình đó rất là nhanh, rõ anh ta nó được ra cái hình đó, chứ không phải là ngồi mở coi 60T ra file hình đó là coi chắc nó hết nằm chưa xong đó. Cho nên các bạn phải, ngoài cái chuyện các bạn chụp tốt, các bạn phải có một cái quản lý tốt cái file hình và cái cách tìm kiếm tốt để không có bị khi mà cần các bạn có. Chuyện backup Tùng có bộ ở phòng, bộ để ở nhà và bộ đi gửi, ba nơi ba bộ khác nhau đó. Cái ổ cứng này hư, còn cái ổ cứng này hư, còn ổ cứng này các bạn đó, cái điều đó các bạn nên làm. Câu tiếp theo xin mời bạn tên gì? Cờ ca hay cờ sen? Chữ cái tên ca nghe thầy đồ thì viết không chữ ca nha, giờ là bạn cái background nó nổi lên. Trong cái lens đó thì nó sẽ có cái vùng ở chính giữa là sẽ nét nhất, ở bên ngoài là sẽ sống. Trong cái kinh nghiệm của anh như thế nào và như sao để mà tối ưu cái vùng nét trong cái sống nhất. Chính xác, ok, hiểu. Thường nó một phần cái này nó nghiêng về bố cục nhiều. Các bạn khi mà các bạn tất cả các lens nó có đều có một cái khẩu độ tối ưu nhất, một cái khẩu độ tốt nhất của cái lens. Ví dụ thường nó sẽ rơi vào khẩu độ f8, từ 5.6 đến f8 f11 là một trong những khẩu độ tốt nhất của cái lens. Tất cả các lens đều như thế, không phải như cái lens nào nó nằm cái khẩu độ nằm giữa. Các bạn cứ cầm cái lens từ 2.8 đến f16 f2 cái khẩu độ nằm giữa là khẩu độ tốt nhất, và cái nhà sản xuất họ cũng lấy cái khẩu độ đó để họ đánh giá cái lens này tốt hay đến mức độ nào họ thay đổi. Thì có hai cách, một là các bạn chụp chọn cái khẩu độ tốt nhất của cái lens các bạn chụp, hai là nếu mà cái lens các bạn nó rơi vào cái tình trạng nó bị out nét, bị xốp ở vùng viền thì các bạn chọn bố cục giữa. Bố cục giữa là một trong những bố cục đơn giản nhất, đẹp nhất theo tôi Tùng. Cái một cái kinh nghiệm mà Tùng hay nói với bạn bè, đặc biệt là những cái bạn, những người bạn mà Tùng hay đi chụp chùm và ok hình này khó quá, không biết cuối cùng sao nó đẹp, anh đưa chủ đề vô giữa là đẹp nhất. Tất cả mọi thứ đều về tâm, đều điểm giữa hết. Cho nên các bạn mắt nhìn chúng ta cũng về tâm, cho nên chủ đề đưa về tâm, về giữa là đẹp. Có những cái đường nét nó hội tụ, những cái đường dẫn lúc nào cũng về tâm, và lúc đó nó sẽ giúp cho bạn sửa sai cái phần những cái vùng nét ở bốn góc, nó ao đi, lấy nét ngay chủ đề ngay giữa, mở khẩu ra cho sau đó nó ao hết, không thành vấn đề. Cộng trừ AB hôm nay chúng ta nói về cộng trừ AB, cái nhắc Tùng lại Tùng quên. Khi chọn một cái chủ đề chụp, các bạn nên nhớ như Tùng nói, mình sử dụng là cái gì. Ví dụ như cái lưới bối cảnh này, Tùng sẽ chọn một cái cách là chụp ảnh bìa, ảnh cho một cái bìa tạp chí trong số báo xuân chẳng hạn, thì các bạn nên chụp như thế nào để cho cái bìa tạp chí báo xuân nó tốt, và khi mà đưa chào hàng cho khách hàng hoặc là đưa giao về tòa soạn họ hài lòng. Thứ nhất là cái chủ đề, chủ đề mà chủ đề là đúng rồi, ông già biết ông đồ là Nga Tết là sao rồi. Cái thứ hai là cái background, các bạn thấy như đây, các bạn nhìn trên chịu khó hơi ngược ở trên đây, màn hình này nó không xoay được tại sao. Thế ra nó xoay một con này thì nó tay các bạn, các bạn thấy cái background nó phía sau nó đổi quá đúng không, nó nhiều thông tin quá, nó nhiều chi tiết quá, và nó làm cho cái đường những cái đường cắt nó cắt vô đầu của nhân vật mình, nó không hay. Đó, một là các bạn mở khẩu độ ra để cho nó nhờ, nó mờ đi, mở khẩu độ 1/4 rồi nó không có phê gì, 1/4 nó cũng không có phê gì hết, cho nên có mình phải tác động vô cái chủ đề. Cái này mình phải xếp, các bạn bỏ những cái phòng này ra. Bây giờ mình sẽ xem, ví dụ, và mình xem cái khung hình mình làm như thế này đúng không, có những cái nào nó không hay. Một cái ngay giữa trên đầu không, một cái bên phải cái đỏ đỏ bên đầu không, một cái bên trái, ba cái ở dưới đó không đẹp. Ok, mình sẽ bỏ, cho các bạn xem. Ủa lúc đó mà thầy đồ đang đứng đó mình xin vô mình bỏ luôn ha. Bỏ luôn ok, cái này xin cái này nhà cho nên nhà cho nên mình có quyền làm đúng không? Thầy đồ thì ở họ qua xin bây giờ là bị đánh rồi. Thôi được là bị quất đó, mình có thể tháo ra hỏi mua luôn cái này, cái cơ địa mình chỉnh rồi xuống nhà thầy, bữa nay có việc mình lên thầy luôn đó. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái rau ra, mình cho cái rau nó sạch một tí xíu. Mấy anh tôi đi bên lùi xuống cho cái khách bên đây họ xem. Rồi ok. Đó, bây giờ các bạn thấy cái rau nó sạch hơn một tí xíu, nó có trống hơn một tí xíu bên đây. Rồi nó còn cái trên này nữa, nó không có đẹp, đúng không? Gỡ cái đó luôn. Ủa tính ra là tháo nhà luôn đó, di tản. Hấp dẫn rồi, gỡ luôn. Và khi mình gỡ cái ra đó thì nó còn có một cái hộp. Tại sao mình không gỡ cái này để cái câu này nó là một câu chúc Tết các bạn thầy, nên có ý nghĩa mình để vô. Đó, giờ để đâu để trên đây nó hơi lên cỡ, mình để xuống tí xíu. Chẳng hạn. Mẹ ông cười đó này chứ sao đẹp. Rồi, để xuống tí xíu các bạn thấy. Rồi, khi mình để xuống nó sẽ ngay giữa cái đầu. Đó, ngay giữa cái đầu. Đó, ngay giữa đầu bây giờ mình phải dời. Bây giờ các bạn nhớ khi mà một cái tạp chí thì đó, lật cái bìa nó sẽ lật qua từ phải qua trái. Thì cái mắt nhìn của cái người chủ đề lúc nào nó phải nhìn qua hướng bên đây nè. Chứ không phải thì nhìn vào đây nó sẽ ngược. Nên phải nhớ những cái chi tiết đó cho qua đây. Thì đủ cái tí nữa chủ đề mình cho xoay qua đây tí xíu cho nhìn đường đây. Giờ cái như các tường thì nó nằm ở đây để bạn thấy dính vô đầu, các bạn sẽ dời một tí xíu, dời tí xíu nữa. Ủa tính ra ngoài đường là xong ăn ảnh rồi đó. Đó, vừa vô cái khung hình rất là đẹp, các bạn thấy không? Đó, vừa bố cục cái khung hình rất là đẹp. Rồi bây giờ là sao nữa? Bây giờ mình lại tính rằng khi một cái bìa tạp chí lúc nào nó phía trên nó cũng có cái con xếp, cũng có tờ báo, mình phải chừa cái con xếp nó ra. Đây các bạn thấy nó có khoảng trống ở trên này là chừa từ cái miếng của cái bức tranh nó trở lên là cái bìa con xếp rất là đẹp. Tùng để xin lỗi để cái chân ra, để cái chân này nó rung, tự nhiên hôm nay rung tay quá. Em nói là anh đây hơn một tiếng mấy anh đứng nói không luôn, thương hết sức là khoai mời nó còn hơn vậy. Anh là diễn giả đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay, chịu khó dữ vậy luôn, thương quá trời thương. Chứ tụi em có nặng tượng của anh bằng hò he nha anh Tùng nha. Chị bên kia cào được hình ảnh không? Rồi, set up xong rồi xong rồi. Mình để nghe được luôn. Rồi, ví dụ đó, các bạn sẽ thấy nó dễ hơn. Các bạn né, ở máy có máy này sẽ bị dính vô đầu, vô Và các bạn thấy góc máy bên này chúng ta sẽ bị dính vô cái đầu của ông, dính vô cái chân, mình né vào tí xíu, nó tí xíu thôi là đã đủ. Các bạn thấy khác không? Rồi bây giờ mình chỉnh cho nó ngay lại rồi. Đó, đưa tí xíu để lấy thông tin thêm phía dưới cái chữ đây. Rồi bây giờ cái khoảng trống ở trên đây là cái màu search của tờ báo. Ví dụ như tờ báo thường xưa làm sòn ta thì ở đây, còn khoảng trống ở đây để cái chữ của những cái tựa bài nó nằm ở chỗ đây. Đó. Rồi bây giờ đó, theo Tùng cái hình này, theo các bạn thì cái hình này nó còn thiếu gì? Cái chữ này em nói nó rõ nè, chưa rõ. Các bạn thấy thiếu cái gì? À, thấy cái chữ cho nó rõ lên rồi, sau đó chữ rõ lên, tăng cao độ lên một xíu. À, rõ gì được chưa? Cũng còn mờ nè. Rồi, rõ gì là được rồi. À, các bạn thấy còn thiếu gì nữa? Cái chữ là giấy. Rồi, ông thầy sẽ biết đợi cảnh khắc lúc viết đẹp mình bỏ máy. Thầy đúng rồi, còn thiếu gì nữa? Thầy cười học giống thầy. Chính xác, anh này đang nói đúng chính xác. Thiếu hoa mai. Tới rồi có hoa mai. Ở đây có mình sẽ có một cái nhánh hoa mai ở đây. Ở đây đủ xuống đây. Đây, nhánh hoa mai nào ở đây. Đó, ở đây còn lại không ở đây, nhánh hoa mai ở bên đây. Là đủ ra cái bị bám mùa xuân. À, ông này sẽ biết là chữ xuân hay là chữ phúc hay là chữ thọ hay là chữ gì đó. Đó, ở đây mình đợi cái khoảnh khắc mà gần cái chữ á, viết gần xong á, mình bỏ máy thì nó sẽ ra là cái chữ đừng có viết lúc mà còn giấy trắng mình chụp là lúc đó nó không ra, phải đợi hết đó, lúc mà quẹt lên cái chữ cuối cùng, cái nét cuối cùng đó là chúng ta bỏ máy. Và chúng ta ở chỗ này sẽ có nhiều cái thông tin là được cái tựa bài báo, những cái trang trong, những cái tiết gì họ dựng ra họ đem ra bài đó, thì chúng ta sẽ có một cái điều rất là tốt. Các bạn thấy rất là sạch sẽ như sau. À, có hoa mai vô nữa che bớt đi cái miếng rành mảnh đó một tí xíu. À, cái ánh sáng ở chỗ này nó đang bị lỗi ánh sáng chỗ này. Có hai cách để khắc phục cái lỗi này. Nếu chúng ta thay đổi ánh sáng, sửa ánh sáng lại tí xíu nó sẽ hết chỗ này. Không, nếu với trường hợp này chúng ta có những trường hợp chúng ta không thay đổi được ánh sáng fix cho bạn không thay đổi được thì các bạn dời cái này qua đây. Mình được phép dời cái này qua đây, chỗ này để cho cái nhánh mai này bên đây đẹp hơn, đúng không? Cái nhánh mai đó ánh sáng đồ nó sẽ che nó mất đi cái lóe chỗ đó đi là rất là đẹp. Ví dụ mình sẽ dời cho các bạn xem. À, được chưa? Đó, xem mình là được không? Okay. Có xíu nữa anh Tùng. Rồi, ok. Các bạn thấy đẹp liền. Bên đây đẹp, nhánh mai bên đây rất là đẹp. Một nhánh mai lên từ đây đến đây. Ở trên đây nguyên cái maset của tờ báo. Rồi. À, rồi một cái cắt. Vỗ tay. Quá là công phu, đừng vô sửa quá. Chúng ta phải suy nghĩ mọi thứ ngay từ đầu, ngay lúc bấm máy thì chúng ta sẽ có một phương mình hoàn thiện. Chúng ta không phải làm gì. Còn là